giờ tới lên Ngọc Kè Ta thể hiện. Vừa rồi là Ngọc Nhã mọi người, còn bây giờ đến lúc là thể hiện đẳng cấp thật này. Bạn đang phải chọn lựa đúng quả thật kỹ lưỡng để trước khi mà bây giờ bà Tú sẽ ra tiếp tay các bạn. Tôi sẽ giữ máy quay cho bạn. Thôi. Nhìn này, bắt đầu thể hiện đẳng cấp thật của bạn đây này. Tớ nghĩ là đổ. Tớ cũng nghĩ là đổ. Vào giữa luôn. Thôi ra tiền thì phải. Đổ hết toàn bộ. Được.